Chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 5, theo thông tin từ tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nam phi công quốc tịch Anh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Đây là ca bệnh duy nhất đang trong tình trạng nguy kịch hiện tại ở nước ta. Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Nam phi công hiện không sốt, tràn khí màng phổi phải, có tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh và hỗ trợ hô hấp, mở khí quản và can thiệp ECMO. Bệnh nhân đã trải qua 48 ngày điều trị, xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30 tháng 4 là âm tính. Ngoài ra, bệnh nhân vẫn phải lọc máu và kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải. Trong khi đó, bệnh nhân thứ 19 đã phục hồi tốt hơn, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4 tháng 5 và đáp ứng tốt. Bệnh nhân đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.